chư quý đồng đạo ơi có ai chia sẻ cái đề đầu tiên này không ạ à? ngồi buồn dân gặp chiếu manh ta cho bá tánh bức tranh vô hình ai ai cũng ráng xét mình à, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài dạ rất là cảm ơn bàn tay của huynh uh, tiều à, mời uh, chư quý vị cùng với uh, đồng đạo sơn mập sẽ nghe lại chị chia sẻ của huynh tiều về bốn câu giảng trên Vậy xin kính mời ạ à. nam mô di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà Phật và kính thưa uh, chú Tịnh Thiền và kính thưa chú Ngô kính thưa toàn thể chư quý vị có mặt trong cái uh, buổi chia sẻ giáo lý buổi trưa hôm nay và để uh, sau khi nghe huynh uh, Eo sì đã trình bày xong uh, hai cái câu ta giàu có cách thông hương dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm đó là những cái lời thống thiết mà trước khi ra đi đức thầy đã dặn dò lại cho tất cả bổn đạo của chúng ta qua cái sự trình bày của quinh lc thì chúng ta đã thấy được là đức thầy đã dắt cạn máu tim mình để gửi gắm lại cho toàn thể tín đồ mong sao mọi người phải cố gắng nghe theo lời chỉ dạy của ngài để rồi hành trình cho trọn vẹn để rồi chúng ta sẽ tùy theo cái cái công quả viên mãn của mình mà được nhiều cái phẩm vị à, được là một cái người dân để mà sống cái đời là thượng quân thánh đức được dự hội long hoa được về cõi trời hay là được đi đến cái cõi tây phương cực lạc vân dân. tức là tùy theo trình độ căn cơ của mình nếu chúng ta cố gắng trì hành theo những lời chỉ dạy của thầy thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những cái cái tốt đẹp có những cái quả vị sau này và tiếp đến cái là cái chương trình chia sẻ hôm nay thì à, đồng đạo à, đồng đạo à, đồng đạo gì không biết sơn mập và đồng đạo sơn mập đã hỏi bốn à, câu à, trong một đoạn trong sấm giảng quyển 3 đây là bốn à, cái câu giảng mà đức thầy đã viết à, gần cuối của cái sấm giảng à, quyển ba mà đức thầy đã viết vào năm 1939 tại tổ đình nghĩa là lúc này ngài còn ở tổ đình và ở đây ngài đã cho chúng ta biết là ngồi buồn dân gặp chiếu manh ta cho bá tánh bức tranh vô hình ai ai cũng ráng xét mình nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài và kia dạ, thưa kính thưa, thưa quý đồng đạo qua bốn câu trên thì uh, tiểu phu cũng xin chia sẻ lần lượt uh, từng câu một nghĩa là tóm ý và phân tích từng câu để cho chúng ta hiểu được theo cái cái ý của tiều phu nha và ngồi buồn dân gặp chiếu manh ở đây tức là đức thầy muốn muốn chỉ cho chúng ta thấy được trước tiên chúng ta nên tìm hiểu coi chiếu manh là gì Không? chiếu manh tức là cái là một manh chiếu đó một manh chiếu tức là một cái loại chiếu bề ngang nhỏ đủ một người nằm người ta thường gọi đó là chiếu manh đó đó là cái tiếng gọi của dân gian từ ngày xưa đến giờ đó ha, mỗi khi chúng ta có một cái manh chiếu nhỏ đủ cho một người nằm thì người ta gọi đó là chiếu manh nghĩa là còn có những cái câu mà đó là ngạn ngữ trong dân gian thường gọi đó là buồn ngủ mà gặp chiếu manh đó tức là cái lúc mà chúng ta buồn ngủ rồi đó, thì quý vị có biết không cái cơn mà cực ngủ nó đến rồi đó nghĩa là ngồi cũng ngủ mà đi cũng ngủ mà đứng cũng ngủ mà kể cả như những người lái xe đó nên là lái xe cũng ngủ đương lái rồi cũng ngủ rồi gây tai nạn giao thông luôn đó cho nên khi buồn ngủ tới rồi là không kể gì trên không có kể cái chỗ đó nó sang trọng cái chỗ đó nó dơ bẩn cái chỗ đó nó cực khổ cỡ nào không biết hả buồn ngủ là cứ ngủ nhưng mà ở đây trong ngay trong cái lúc buồn ngủ mà chúng ta gặp được một chiếc chiếu mặc dù là chiếc chiếu nhỏ không? chiếc chiếu nhỏ đi nữa thì mà chúng ta nằm trên chúng ta ình lên chiếc chiếu đó mà ngủ một cái thì còn cái gì ngon bằng cho nên ở đây đức thầy cho chúng ta biết trong lúc buồn ngủ mà chúng ta gặp chiếu manh đó tức là ngồi buồn mà gặp chiếu manh ngay trong cái lúc mà ngồi buồn tức là ngồi buồn ngủ đang cái lúc buồn ngủ mà gặp chiếu manh có nghĩa là chúng ta gặp được một việc hết sức may mắn là một việc có lợi ích một việc hay ho một việc tốt tươi có nghĩa là sau khi nghĩa là sau khi mà phật pháp đã gài then đó quý vị chúng ta tưởng tượng coi sau khi mà một ngàn năm nay kể từ ngày lục tổ huệ năng mà là bạc truyền y pháp cho đến bây giờ là gần cả ngàn năm nghĩa là cả ngàn năm phật pháp đã gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo đó nghĩa là từ ngàn xưa phật pháp đã gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo rồi ngày hôm nay ngày hôm nay đức thầy mới khai lại cái ngọn đuốc từ bi chí thiện nghĩa là đốt lại cái ngọn đuốc chân truyền từ lục tổ huệ năng đó nghĩa là khai lại ngọn đuốc từ bi trí thiện tìm con lành dắt lại phật đường tức là thương dân hiền giáo đạo nam phương cạn chỉ ngõ làm lành đánh giữ ngày hôm nay ngài dân sứ mạng xuống cõi phạm gian này đặc biệt là đến cái miền nam nước việt nam chúng ta để đốt lại cái ngọn lửa chân truyền đó cái ngọn đuốc đó đã tắt đi à, là còn cái gì mà tốt bằng là hôm nay chúng ta rất duyên lành nghĩa là có duyên lành mà chúng ta gặp lại cái ngọn đuốc đó ngồi buồn mà gặp lại cái nguồn chánh pháp của đức thầy ra đời trong khi là trong khi mà là là là, là con người sống ở trong cái đời này là một cái đời mà là là chỉ biết chạy theo kim tiền chỉ theo chạy theo văn minh vật chất rồi đạo đức thì bị suy đồi là mọi người luôn buông bỏ không ai còn nghĩ đến thế nào là luân thường thảo hiếu thế nào là 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 là, là cái cách là sống của con người có nghĩa là trong một cái thời kỳ mà đức thầy diễn tả cho chúng ta biết là cỏ cây khô héo thon giòn đó tức là đạo đức nó đã cạn mòn nó không còn ở trong dân gian nữa thì ngay trong cái lúc mà đức thầy đem nguồn chánh pháp ra dạy cho chúng ta chính cái lúc này là cái lúc mà chúng ta gặp được cái nguồn chánh pháp ra đời và chính bản thân của chúng ta đã học hiểu được cái nguồn chánh pháp này đặc biệt là đây là một cái điều may mắn mà ngàn năm một thở nữa, chưa từng có cái cuộc may mắn nào đành đành chúng ta gặp Phật ra đời. Thì ngàn xưa Đức Phật ra đời tại là Ấn Độ rồi Đức Phật ra đời tại là Trung Hoa, nhưng đặc biệt là ngày nay chúng ta được gặp Đức Phật ra đời tại miền Nam nước Việt Nam của chúng ta và tất cả những lời mà ngài chỉ dạy đó hoàn toàn bằng tiếng Việt Nam, bằng tiếng mẹ đẻ thân yêu của chúng ta và đặc biệt nữa là quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết nghĩa là trong quyển sám giảng thi văn giáo lý dù cho trẻ già dù cho nam nữ dù cho trí hay ngu nếu chúng ta đọc thì nhận hiểu một cách rõ ràng tùy theo trình độ của mình để mà tu học như vậy thì còn cái gì mà bằng nữa đành rằng đức thầy khiêm nhượng cho rằng một cái chiếc chiếu manh chứ thật ra chúng ta thấy đây là một chiếc chiếu cổ đó một chiếc cổ, một chiếc chiếu bông, đâu, chiếc chiếu ngà đó mới phải chứ không phải chiếu manh đâu. Nên đây là một cái cách nói mà Đức Thầy khiêm nhượng thôi, để cho chúng ta thấy thôi. Chứ trong đời của chúng ta sinh ra trong kiếp này mà gặp được cái nguồn chánh pháp của Đức Thầy ra đời này nó giống như một chiếc chiếu cổ, chiếc chiếu bằng ngà, chiếc chiếu vàng đó quý vị. Nó là, 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 là trải trên cung vàng điện ngọc cho chúng ta nằm đó chứ không phải chiếu manh đó, rất quý trọng. Nên ngồi buồn mà gặp chiếu manh tức là cái ý nghĩa là chúng ta đang trong cái dòng khổ đau đang trong cái dòng kim tiền đang trong cái thời kỳ mà là là là, là 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 thánh đạo trăng du người tâm trí tối đen đời lắm ma dương phấy rối mà chúng ta lại gặp được cái nguồn chánh pháp ra đời đó là là đại ý của cái câu mà ngồi buồn dân gặp chiếu manh rồi ta cho bá tánh bức tranh vô hình tức là ở trong cái cái cái, cái cái, cái 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 lời dạy của đức thầy trong toàn bộ sấm giảng thi văn từ 6 quyển cho đến 216 bài thi văn của đức thầy đó tất cả mọi lúc mọi nơi đều diễn tả cho chúng ta thấy được thế nào là khổ thế nào là vui thế nào là giả tạm và thế nào là chân như thế nào là chân thiệt thế nào là 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 đau buồn và thế nào là an lạc tức là ngài đã vẽ cho chúng ta thấy được rõ ràng một cái bức tranh ở cái cõi đời này cái cõi đời đau khổ này tức là ta bà khổ ta bà lắm khổ ngài đã vẽ được cái cảnh khổ cho chúng ta thấy là sống ở trong cõi đời này ai ai rồi cũng phải chịu tám cái điều khổ đó tức là khổ ta bà nhiếp lại tám phần đức thích ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tám phần nghĩa là ngài đã vẽ cho chúng ta thấy thế nào là sanh khổ rồi già khổ rồi bệnh khổ rồi tử khổ Và ái biệt ly quan tấn hội rồi bưu cầu bất đắc là ưu sầu lo ngại khổ vân vân tức là bốn cái khổ của thân và bốn cái khổ của tâm ngài đã vẽ rõ cho chúng ta thấy bức tranh đó và song song ngài vẽ cho chúng ta thấy được cái bức tranh an lạc cái bức tranh là là là, là vui sư sướng ở cái cõi ta bà đó ở cái cõi cực lạc chứ như là ta bà khổ ta bà lắm khổ rồi cực lạc vui tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui và ngài đã vẽ cho chúng ta thấy được với bức tranh nơi cõi cực lạc đó chứ không còn những cái điều đó trái ngược lại là chúng ta có được là là tám cái điều vui tức là không còn phải đau khổ vì sanh tử không còn phải đau khổ vì luân hồi không còn phải đau khổ vì bệnh tật mà tất cả chúng ta sống sống với một cái cuộc đời an lạc và thần thức nhập thai sen tinh hảo rất nhẹ nhàng, rất trong sạch, rất yên lành. Cho nên là Ngài đã cho chúng ta một cái bức tranh đành rằng nó không có hình. Nhưng sau khi nghiên cứu, học hỏi qua giáo lý, chúng ta thấy được rõ ràng cái bức tranh vô hình đó. Và Ngài cho biết rằng sở dĩ mà chúng ta luân hồi mãi mãi ở trong cái cõi trần gian này, sở dĩ mà chúng lộn ở trong sáu đường này là hoàn toàn là do gì chúng ta À, vì á, là là có cái nguyên nhân á, là là chúng ta gây tạo nên á, từ á, là ba cái nghiệp chướng tức là thân chúng ta gây ba cái nghiệp là sát sanh đạo tặc tà dâm và khẩu chúng ta gây bốn cái nghiệp là lưỡng thiệt kỷ ngôn mát khẩu giọng ngữ và tâm chúng ta đó ý chúng ta sanh ra ba cái nghiệp nữa là tham lam sân nộ mê si và chứng chính những cái này đó nó làm cho người ta phải là tạo thêm những cái nghiệp tội và đồng thời trong bản thân của chúng ta nó có sáu cái căn tức là mắt tay thân khẩu ý này nè nó thường hay bị nhiễm với sáu cái trần là sắc thinh hương vị xuất pháp để rồi nó sanh ra sáu cái thức mà nó tạo muôn điều tội lỗi nó giữ lấy ở trong tâm hồn của chúng ta nó quay cuồng mãi mãi cho chúng ta phải điên đảo ở trong thị phi trong thiện ác rồi ở trong uh, phiền não rồi ở trong uh, là hỷ nộ ái ố ai lạc dục vân vân nó làm cho chúng ta phải mãi mãi quay cuồng ở trong luân hồi sanh tử không thoát ly ra được cho nên nó là À, Đức Thầy mới chỉ dạy chúng ta phải nương vào những bức tranh vô hình Tức là nương theo cái lời dạy của Đức Thầy đó Mọi cái lời dạy của Đức Thầy trải dài ở trong sám giảng thi dân giáo lý chỉ cho chúng ta thấy đó Phải nghe từng câu, từng lời, từng chữ Tức là phải nghe cạn lời chứ có mờ hồ Rồi tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo Tức là phải nghe cạn lời, tức là nghe cho kỹ, nghe cho rõ ràng nghe cho đúng cái ý mà Đức Phật Đức Thầy muốn chỉ dạy chúng ta điều gì thì gọi là nghe cạn lời, chứ có mờ hồ, tức là nghe đừng có nghe là làm. là là mờ mờ, ảo ảo, nghe chưa có rõ, nghe nửa thật nửa hư đó, nghĩa là nghe chưa có đến cái đích điểm của cái lời dạy của Đức Phật Đức Thầy thì gọi là nghe mờ hồ. Đó, nghe cạn lời chứ có mờ hồ, rồi tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo tức là phải suy nghiệm cho kỹ càng coi Đức Phật, Đức thầy muốn dạy chúng ta điều gì trong câu đó, trong cái bài đó, trong cái đoạn đó, phải hiểu rõ cái nghĩa đó, rồi chúng ta hành theo thì chắc chắn chúng ta sẽ đắc đạo. thì bây giờ ở đây Đức thầy cho chúng ta bức tranh đó đó, cho ta bức tranh vô hình đó đó, rồi Ngài dạy rằng ai ai cũng ráng xét mình nếu còn tánh xấu thì sinh ra mài ngoài ai ai ở đây là bất luận là ai tất cả những người mà đang sống ở trong cái cõi ta bà này ở trong cái cõi trần gian này nói chung từ vua chúa từ là quan lại hay là từ già trẻ từ trí ngu từ nam nữ bất luận là ai cũng phải tự xét mình tức là phải tiên xử kỹ rồi hậu lai xử bị xét mình nó khó lắm muốn xét được mình thì khó lắm xét người thì dễ chứ mình xét mình đó là 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 mình hay mình hay dung thứ cho mình lắm mình xét cho người á, thì mình mình khắc khe chứ mình xét mình á, thì mình dung thứ mình nhẹ nhàng lắm cho nên cái chỗ mà ai ai cũng ráng xét mình này nè thầy dùng cái từ ráng ở đây tức là không phải dễ đâu tức là không phải dễ xét đâu phải ráng phải ráng xét bởi vì mình mà bởi vì xét mình ở đây tức là phải suy nghiệm cho tổ cùng những cái hành động những cái tư tưởng những cái lời nói của mình coi đúng hay sai tức là mình đó thì mình mà làm giám thị cho mình rồi đó là mình làm cái tòa án để phân xử mình thì bao giờ mình cũng cũng bao dung mình chẳng những mình mà với người thân mình là mình cũng thấy bao dung rồi đó không? ở người đời chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời thường thường chúng ta thấy nếu mà con cái ở trong nhà thôi phận làm cha mẹ mà con cái ở trong nhà mà nếu nó cự lộn với nhau nó phiền hà với nhau nó gây gỗ với nhau đó ha có cái cuộc gây gỗ xảy ra rồi đó, thì như là dường như là cái con dâu nó sai hơn là con trai của mình con trai của mình đúng đó chứ còn con dâu là sai đó he. hoặc ngược lại là thằng rể nó trật đó, chứ con là, là con gái của mình là phải đó cho nên thường thường đó là phần đông chúng ta dường như chúng ta bị nặng một bên, chúng ta bị cái biên kiến nó làm cho chúng ta sai lầm. Cho nên nó là muốn xét được mình. Tức thầy dạy ở đây ai ai cũng ráng, tức là phải ráng xét mình. Muốn xét được mình thì chúng ta phải cố gắng lo tu học cho mình có được một cái nền đạo hạnh cho sâu dài. Tức là trung tâm của chúng ta phải có những cái những cái, cái 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 chính đạo và chúng ta phải giữ cho vững vững vàng từ đó chúng ta mới làm được cái thước đo mà xét mình và từ đó chúng ta mới có được cái chánh kiến rõ ràng để nhìn thấy được đúng cái sự thật mà xét mình chứ thật ra là là, là mình xét mình thì ít có mà nó đi đến cái cực điểm nghĩa là đi đến chỗ chính xác mà mình xét người á, thì giỏi chứ còn xét mình thì không có được cho nên nếu xác mình mà không chính xác mà sửa đó, đó thì là không bao giờ có cái kết quả phải không? Bởi vì Đức Thầy dạy đó là là sát trần tục như cây cạnh khến làm hiền hoài á, Phải tiêu mòn, đẻo dưới bào, riết nó cũng tròn Đến chừng đó trong giàu rất tốt Quý vị tưởng tượng như cái cây mà nó có cạnh khến đó. Có cạnh khến là là phải đẻo Mà đẻo thì đau, phải đau làm cây à hả đẻo thì đau thân cây mà hả đau làm sao mà đẻo được cái người hoài người ta đẻo còn nghinh lợi còn cự lợi mà mình đẻo mình thì điều này vô phương rồi. khó đẻo lắm nghĩa là người ta thấy mình ngu người ta đẻo mà bắt đầu hả đẻo đâu là mình nghinh đó à, mình kênh lợi rồi mình 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 mình, mình là, là, là chấm bán mình phê phán người ta rồi là mình còn là có những cái lời lẽ nặng nhẹ không hay với người ta nữa chứ có đâu mà mình đẻo mình được cho nên chính cái chỗ mà ai ai cũng ráng xét mình đây là một điều rất khó khó làm à, chỉ có cái bậc là là đại trí thôi những cái người trí những cái người có đạo hạnh sâu dài mới có thể là, là là hành được cái câu này của thầy tuy nhiên nói khó là chúng ta không thể nào mà bỏ được mà nếu chúng ta bỏ qua cái này thì trên đường tu chúng ta đừng mong có cái kết quả sau này mà chúng ta phải tự nhận mình đi nên là phải tự xét mình đi tự xét mình rồi phải tự là giám thị mình tức là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải giám thị lục căng đừng cho chúng tính lăng quằn ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần rồi chúng ta là 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 tìm nhiều cái pháp môn những cái bức tranh vô hình mà đức thầy chỉ dạy đó trong đó có nhiều cái pháp môn để cho chúng ta ngăn chặn được cái cái bản ngã của mình sau khi mà chúng ta dẹp được bản ngã của mình rồi thì giờ đó chúng ta xét mình nó mới có được kết quả tốt đẹp Vậy thì ai ai cũng ráng xét mình Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài Và khi mà xét được nó rồi đó Khi xét rồi mà gặp địch ở trong mình gặp tà ma quỷ quái ở trong mình mình rồi Nhưng mà cái lúc mà rinh ra đây còn cái điều khó nữa Cái chữ rinh đây tức là sách không nổi Sách không có nổi, bưng không có nổi Rồi đó là, là cho nên đó là thầy dùng cái từ rinh Tức là nó nặng nề lắm rinh đôi khi không nổi còn phải kéo lê nữa nghĩa là rinh nó ạch nó, kệ nệ lắm cho nên mới rinh ra ngoài cái từ đó là là à, rinh ra ngoài ở đây tức là là mang là bưng một cái gì đó từ chỗ này đến chỗ khác mà bưng không có nổi à, thì gọi là 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 rinh tức là không phải là nhẹ nhàng không phải là dễ dàng từ đó gọi là 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 rinh ra ngoài mà rinh bỏ cái đó bỏ những cái thói hư tật xấu những cái tham lam những cái sân nộ những cái mê si những cái mà nó phiền não những cái nó làm cho tâm hồn của chúng ta đảo điên mãi mãi quay cuồng mãi mãi ở trong cái cái dòng tục lụy này mà tất cả chúng sanh của chúng ta ai cũng đều có rứt ra rinh ra khó lắm quý vị dường như chúng ta chúng ta nhận chìm ở trong đó thì được chứ rinh ra thì chưa có được nó giống như cái người làm ruộng vậy đó nghĩa là chúng ta chỉ sới lên nghĩa là sới cỏ với đất lộn xộn vô đó rồi đó là chạy nước cho linh láng lên rồi đó là lấy trục mà trục nó xuống dập 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 xuống đó vậy đó rồi cái dòm ở bên ngoài nhìn vô thì thấy nó láng nó, nó, nó trống trải một mảnh đất tốt tươi vậy đó chứ thật ra nếu để êm lặng nó khi mà nước rút xuống rồi đó Năm mười ngày sau mà nước cạn xuống rồi bắt đầu cỏ nó mọc nhẹ 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 nó lên từ từ như rừng vậy Tức là bao nhiêu cái thói hư tật xấu của chúng ta dường như chúng ta đập dập bẻ co vô đó là nhiều Chứ còn là nói cái từ mà rinh ra dứt khoát cho nó tận gốc tận căng của nó đó Căng là rễ đó quý vị Tức là, là bươi móc cho nó hết cái gốc cái rễ của cái thói hư tật xấu mà bỏ ra ngoài đó Là không có mấy ai làm đó nghĩa là bởi chữ hu chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. À đã ở đây Tiều Phu cũng xin nhìn nhận thật sự đối với cái diễn đàn ở đây là nói riêng, nói chung là với toàn thể người tu, toàn thể người tu ở trong đời này đó là đặc biệt đối với Tiều Phu là 10 điều mới có bỏ một mà còn chín điều á là còn đập dập 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 để nó đó rồi là 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 là, là che đậy với cái người đời thôi chứ thật ra À, muốn biết nó còn hay không khi nó đối cảnh khi nó đối với một cái cảnh nào đó lúc mà mà mình nghèo túng nó mấy mình có tham lam có ham tiền hay không? Phải không cái lúc mình gần sắc mình có thấy mình còn nhiễm hay không lúc gì đó cho nên là mỗi khi mà mình đối ra một cái cảnh gì đó thì sao mình thấy nó còn nguyên thí dụ như cái sân nộ đi Ha. thí dụ như cái sân nổ lúc bình thường đó là niệm Phật đồ nhẹ nhàng ở diễn đàn hay là ở bàn tròn thì thấy nghe nó thấy nó đạo mạo lắm, thấy tốt tươi lắm, thấy nó ra cái vẻ ông đạo dữ lắm. Nhưng mà cái lúc nào mà có ai đó mà chọt mình một vài câu rồi lúc này đó hen máu ở trong tim nó kéo về như bừng bừng nó làm cho mặt mày đỏ lên rồi chân mày sững lên rồi đó là nói năng cái lời nó bắt đầu nó nhẹ nó nặng lên đó nói nhẹ không được bắt đầu nó nặng lên rồi nó hằng học rồi này kia nó kéo về không biết ở đâu. tự nhiên nó kéo về cuộn 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 vậy. Cho nên cái 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 mà 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 gọi là là rinh ra ngoài ở đây đó là một điều hết sức khó mà đồng đạo Sơn Mập đã hỏi bốn cái câu đầu tiên trong cái đề này, bốn câu này đó Theo như chúng tôi thấy là xin cảm ơn đó là đồng đạo Sơn Mập đã hỏi để được chúng ta có nói nó rồi có nghiền ngẫm rồi mới có nhớ lại mới nhìn nhận thật sự bốn câu thật là ý nghĩa thật là đầy đủ cái ý nghĩa mà tôi thiết nghĩ rằng mỗi người tu của chúng ta đều phải nhớ câu này hàng ngày hàng ngày như vậy đó thì mới mong chúng ta tu hành là, là là đem đến kết quả bởi vì đức thầy dạy đó nghe là tu không cần lại cần quỳ ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau phải không mà nếu ngồi đâu cũng sửa tức là chúng ta phải xét xét mới sửa tức là cái gì chúng ta còn hư còn sai còn trật thì chúng ta mới sửa lại cho đúng cho phải ha, cho nó nó tốt cho nó đẹp như vậy thì ha, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau trí hiền tâm đức chùi lao ra công lọc kỹ thì thao ra vàng như vậy thì ai ai cũng ráng xét mình nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài đây là một cái điều quan trọng nếu chúng ta không rinh bỏ cái tánh xấu thì đừng nói chúng ta niệm phật niệm Phật có mấy mươi năm đi nữa thì cũng như nước chảy qua trôi thôi chứ không ít lợi gì hết. Hay là chúng ta có cúng lại cỡ nào đi nữa cũng không có kết quả gì hết. Hay là chúng ta có nói đạo cỡ nào đi nữa cũng không có cái, cái gì mà thành công. Cho vậy cho nên quan trọng nhất là ở cái chỗ mà phải xét coi mình có tánh xấu rồi rứt bỏ, á, rồi trinh ra ngoài. Á, coi còn có cái tánh xấu, cái, cái cái tánh mà nó ẩn tàng ở bên trong, cái tâm của con người, cái tánh tức là cái cái cái, tâm đó cái tâm của con người cái vốn của nó là lành cái vốn của nó là tốt đẹp mà trong sách tam tự kinh đức khổng tử dạy đó nhân chi sơ tánh bổn thiện tánh tương cận tập tương diễn cậu bất giáo tánh đại thiên giáo chi đạo quý vị chuyên và đức thầy dịch giải cho chúng ta thấy là sách tánh đạo ghi trong tam tự người mới sanh tánh thiện trợ dành à, cái tánh của chúng ta người mà mới sanh ra cái tánh thiện đầu tiên của nó là tánh thiện không? bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh nghĩa là là cái thiện tánh của chúng ta bây giờ không còn nữa mà nó trở thành cái tánh xấu là vì chúng ta nhiễm nhiễm mỗi ngày nó một chút nhiễm từ cái lợi, cái danh, cái tình, cái tham, cái sân, cái nộ, cái cái phiền não, cái ái ố Từ cái sắc tinh thương dị xuất pháp Mỗi cái chúng ta nhiễm nhiễm một chút một chút Dần dần nó đè mất đi những cái tánh thiện của mình lúc bấy giờ là những thói hư tật xấu nó dẫy đầy nghĩa là nó tràn trề trong mỗi con người của chúng ta nó làm cho chúng ta phải mãi mãi lăn lộn trong luân hồi sinh tử vì vậy cho nên đó là chúng ta phải kiếp kiếp nghe theo lời thầy phải tỉnh giác bằng mọi cách phải nhìn thẳng vào bức tranh vô hình tức là nhìn thẳng vào tôn chỉ hành đạo của đức thầy nhìn thẳng vào trong quyển sám giảng thi dân giáo lý mỗi lời mỗi ý mỗi câu mỗi đoạn và đức thầy chỉ dạy cho chúng ta để rồi chúng ta tìm cách mà nhìn nhận nhìn thấy được cái thói hư tật xấu của mình và tìm cách mà đem nó ra khỏi cái thân phạm phu khỏi cái 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 cái, cái, cái tánh cái xấu của mình để rồi cho chúng ta từ đó chúng ta mới mới phát hiện được cái cái chơn tâm cái phật tánh của chúng ta dần dần mới lộ bài thì trên đường tu mới mong có cái đạt thành kết quả và dạ, kính thưa chư quý đồng đạo đó là cái ý hiểu của tiểu phu qua à, ý nghĩa của bốn câu mà đồng đạo sơn mập đã hỏi ngồi buồn dân gặp chiếu manh ta cho bá tánh bức tranh vô hình ai ai cũng ráng xét mình nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài và dạ, giờ đây cũng xin chấm dứt và trước khi dứt lời xin kính mời quý vị trong đạo tràng có cái ý nào khác thì đóng góp thêm xin chân thành cảm ơn và dạ, xin gửi mít lại cho huynh tịnh hữu nha nam mô a di đà phật